Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh của mình. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có một ngày mới mạnh khỏe và vạn sự như ý. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người đó là máy tách hạt hướng dương, mời mọi người cùng đón xem nhé. Sản phẩm được thiết kế với công tắc nhạy cảm, vì vậy bạn có thể vận hành dễ dàng. Thiết kế động cơ khử mô men xoắn lớn làm giảm thiệt hại khi tách hạt, giúp bạn thưởng thức một thời gian ăn uống tốt và ăn uống rất ngon. Bóc vỏ một cách nhanh chóng làm cho cuộc sống của bạn thuận tiện hơn và tránh làm hại răng của bạn. Loại máy bóc vỏ này được cung cấp bởi điện. Bạn có thể sạc bằng loại C và có thể sử dụng nó trong một thời gian dài. Vỏ máy được làm bằng chất liệu nhựa, bền, dễ sử dụng, làm cho cuộc sống của bạn rất thuận tiện và dễ dàng. Thông tin chi tiết sản phẩm. Chất liệu là nhựa, màu sắc có các màu màu trắng, màu hồng, màu vàng xanh lá. Kích thước của sản phẩm, nó chiều dài 7,2 cm, chiều rộng 7,2 cm và chiều cao 6,5 cm. Cách sạc đó là loại C, nhiệt độ làm việc từ 10 độ đến 45 độ. Công suất pin 1000 Ah. Lưu ý khi sử dụng sản phẩm, chỉ phù hợp với loại hạt hướng dương, hạt dưa. Các loại khác không được hỗ trợ. Do sự khác biệt giữa các màn hình khác nhau, hình ảnh có thể không phản ánh màu sắc thực của sản phẩm. Vui lòng cho phép sai số một chút về số đo do cách đo lường thủ công. Vui lòng đảm bảo rằng bạn không phiền khi điều này khi đặt hàng. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip sau.